Binance Holding, tập đoàn đứng sau sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới thông báo họ đã rót 200 triệu USD vào hãng thông tấn hơn 100 năm tuổi Forbes. Patrick Hillman, giám đốc truyền thông của Binance và ông Bin Chin, trưởng bộ phận Binance Labs, quỹ đầu tư mạo hiểm trực thuộc Binance sẽ tham gia vào ban lãnh đạo của Forbes ngay sau khi thương vụ hoàn tất. Khoản đầu tư đến từ Biden giúp Forbes hoàn thiện kế hoạch sáng lập Magnum August Acquisition, một công ty niêm yết dạng SPAC, Special Purpose Acquisition Company, một công ty dạng rỗng, không có hoạt động kinh doanh và sản phẩm. Công ty này được niêm yết trên sàn chứng khoán để huy động vốn. Nhờ vào tiền có được, công ty trên sẽ thâu tóm một công ty khác. Đây là phương án niêm yết được nhiều công ty lựa chọn để lên sàn chứng khoán Mỹ. Theo Forbes, thông vụ sáp nhập Magnum dự kiến sẽ kết thúc trong quý 1 năm 2022, giúp họ trở thành một công ty đại chúng được giao dịch trên sàn chứng khoán New York với mã FABS. Biden cho biết họ sẽ hỗ trợ đội ngũ của Forbes trong các vấn đề về tiền số và blockchain. Theo Trang Penzao, CEO của Binance, token không thể thay thế NFT cho phần nội dung số, mô hình đọc để kiếm tiền, read to earn, hay các gói đăng ký nhanh thanh toán bằng Bitcoin là những tính năng mà Biden có thể tiến hành. Ông Zhao chia sẻ với CNBC rằng đội ngũ biên tập và phóng viên của Forbes sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập với Biden. Ngoài ra, thông vụ này là một phần trong chiến lược của Biden nhằm chuyển đổi các công ty truyền thống lên Web3, thế hệ Internet tiếp theo hoạt động dựa trên các công nghệ blockchain và tiền mã hóa. Mike Federer, CEO của Forbes, cho biết họ sẽ tập trung phát triển mạnh nội dung liên quan đến blockchain và tài sản số. Nhờ vào khoản đầu tư của Biden, chúng tôi đã có đủ nguồn lực để trở thành trang tin tức dẫn đầu trong lĩnh vực blockchain, ông Federer chia sẻ. Forbes là hãng thông tấn 104 năm tuổi đời, chuyên đưa tin về các sự kiện kinh tế, thương mại, quan điểm của các nhà đầu tư tên tuổi. Theo Forbes, khoảng 150 triệu người đã tiếp cận các ấn phẩm của họ. Forbes nổi tiếng với bảng xếp hạng các tỷ phú USD. Tháng 7 năm 2017, Trang Pen thường xuyên được gọi bằng biệt danh CZ tạo ra sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Và thời điểm đó, ông được biết đến với vai trò là cựu giám đốc kỹ thuật tại OKCoin, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ. Zhao thành lập Binance ngay vào đỉnh chu kỳ 2017. Trong đợt phát hành COIN ICO nhằm gọi vốn cho sàn giao dịch của mình, Zhao đã huy động được 15 triệu USD chỉ trong 6 tháng. Binance trở thành sàn giao dịch số một thế giới với khoảng 6 triệu người đăng ký mở tài khoản. Với mức phí giao dịch rẻ hơn so với mặt bằng chung, Binance đã thu hút được lượng khách hàng từ các sản khác chuyển qua. Việc sống xây dựng hệ sinh thái tài chính phi tập trung DeFi của mình từ năm 2018 giúp Binance thu hút lượng lớn vốn đầu tư và nhiều kỹ sư tài giỏi tham gia đóng góp. Nhờ vào việc là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, Binance thường là sự lựa chọn của nhiều nhà sáng lập dự án. Nền tảng bệ phóng token của sàn Binance hỗ trợ toàn diện cho dự án nếu họ chọn phát hành token trên hệ sinh thái này. Các dự án được phát hành qua Binance Launchpad là một bảo chứng cho một dự án chất lượng chiến lược thích nghi với pháp lý của biden cũng là một nguyên nhân giúp họ phát triển mạnh dù được thành lập tại trung quốc công ty này liên tục di chuyển trụ sở của mình do các lệnh cấm tại nhiều quốc gia hiện tại công ty không có trụ sở chính thức dù nguồn lực của họ đang tập trung tại singapore đây là một cách để thu hút người tài từ khắp nơi của biden chiến thuật di chuyển trụ sở giúp họ đạt được tính phi tập trung họ có thể tuyển nhân tài ở bất cứ đâu do không chịu nhiều ràng buộc pháp lý chris brenler nhà phân tích tại da division cho biết Câu chuyện về hướng phát triển của Binance và kinh nghiệm của Zhao phần nào lý giải được sự tăng trưởng thần tốc trong 4 năm của hệ sinh thái này. Sau 4 năm, Changpeng Zhao đã sở hữu khối tài sản 96 tỷ USD theo Bloomberg. Tuy nhiên, vị tỷ phú hàng đầu châu Á chia sẻ, ông không mang đến vật chất, tôi không quan tâm đến tiền bạc, tài sản hay các bảng xếp hạng. Tôi sẽ dành 99% tài sản của mình cho từ thiện khi mình qua đời, cho chia sẻ trong bài viết của Bloomberg.